Song song với công tác huấn luyện, lực lượng dân quân huyện Yên Thế đã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, tổ chức nhiều hoạt động dân vận thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Chỉ huy quân sự huyện về việc tổ chức huấn luyện năm 2023, ngoài nội dung giáo dục chính trị và quân sự, Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cung cấp tổ chức quán triệt nghiêm các nội dung chỉ thị về công tác quân sự địa phương đến các ban ngành, đoàn thể và lực lượng dân quân. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động dân vận gắn với tình hình thực tế của địa phương, như các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ ngày công lao động đối với gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27 tháng 7, tham gia cùng xã Đông Sơn hoàn thành xuất sắc diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt vừa qua, 207 chiến sĩ dân quân tự vệ cụm số 1 gồm 7 xã phía Đông và 3 đơn vị binh chủng chiến đấu của huyện đã tiến hành làm công tác dân vận, thực hiện phát quang, quét dọn sạch sẽ toàn bộ các trục đường trên địa bàn xã Tân Sỏi với tổng chiều dài hàng chục km, trồng mới một số tuyến đường hoa ở các thôn. Qua đó, lực lượng dân quân đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Đặc biệt, lực lượng dân quân đã thể hiện rõ ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, khẳng định hiệu quả vai trò của công tác vận động quần chúng của lực lượng dân quân tại địa phương. Thực hiện cái kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ của huyện Thế năm 2023 thì trong đó là có đợt huấn luyện làm công tác dân vận đối với lại xã Tân Sỏi. Thì tôi rất vui vì đã được cùng với dân quân của thị trấn Phồn Xương và tham gia cái công tác dân vận trong đợt huấn luyện này cùng với xã Tân Sỏi để giúp xã Tân Sỏi hoàn thành các tiêu chí mục tiêu để về đích đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ luôn được Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong quá trình huấn luyện, đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần cùng các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương, căn cứ vào từng thời điểm, tình hình cụ thể, Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo lực lượng dân quân xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Tính riêng trong đợt huấn luyện năm 2023, toàn huyện đã tham gia lao động công ích được trên hàng nghìn ngày công. Tính riêng trong đợt huấn luyện năm 2023, toàn huyện đã tham gia lao động công ích được trên hàng nghìn ngày công. Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2023 được sự nhất trí của Ban Chỉ huy quân sự huyện Thế và các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban xã Sỏi. Năm nay thì chúng tôi đã tổ chức vận động huy động toàn bộ lực lượng dân quân tham gia phối hợp với Ban Chỉ huy các xã cụm phía Đông tham gia quét dọn hành lang tất cả các đường trong xã, cùng với đó là phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong các thôn để làm phấn đấu hoàn thiện mục tiêu về đích nông thôn mới trong năm 2023. Tân Sỏi là một trong hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đến nay, xã đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí, 4 tiêu chí còn lại gồm nhà văn hóa, hệ thống chính trị, an ninh trật tự và sản xuất cũng được tập trung cao. Phấn đấu đến cuối năm 2023 sẽ hoàn thành 100% tiêu chí. Kết quả đạt được, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, còn phải kể đến vai trò của lực lượng dân quân đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Địa phương cũng phát huy cao cái tinh thần đóng góp của người dân là để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới thì đạt được các cái tiêu chí đó. Thế thì trên cơ sở triển khai một cách dân chủ, thống nhất, bàn bạc và được sự tham gia của người dân, các cái dự án triển khai trên địa bàn cũng rất là thuận lợi, đạt được nhiều cái kết quả tích cực. Xin có thế, và thời điểm này nữa thì chúng tôi coi như là cũng đang triển khai cái tháng cao điểm về vệ sinh môi trường. Thế thì hôm nay thì cũng là cái lực lượng huấn luyện binh chủng tại địa phương của các xã thì cũng đề xuất với huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng hỗ trợ một ngày để làm công tác dân vận về làm sạch đẹp cảnh quan môi trường ở các thôn. Điều đó cũng đóng góp rất tích cực cho hoàn thành các cái tiêu chí về môi trường. Phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lực lượng dân quân toàn huyện nói chung và cụm số 1 nói riêng đã ngày càng được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc,
đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.